Những hình ảnh được ghi lại vào ngày 23 tháng 9. Nước sông Bùi dâng cao trở lại, gây ngập lối đi nhiều khu vực ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Thay vì chở con em đến trường bằng xe máy, thì những ngày nước lũ dâng cao, người dân đưa học sinh đến trường bằng những chiếc thuyền nhỏ như thế này. Dù gần nửa tháng kể từ khi bão số 3 quét qua Hà Nội, nhiều tuyến đường tại các xã ở huyện Chương Mỹ vẫn bị nước lũ chia cắt. Khu vực trước cổng trường, trường trung học cơ sở Hữu Văn bất đắc dĩ trở thành một bến thuyền nơi người dân dừng đổ để đưa đón học sinh. Việc đi lại còn nhiều khó khăn. Bà Nguyễn Thị Soạn cùng chồng dùng thuyền chở hai cháu nội đến trường. Lâu lắm, bao nhiêu năm nay rồi? Năm 40 nay mà lại năm ngập. Nay, 40 năm nay, 60 năm nay. Thế năm nay thế nào nhỉ? Nó lại ngập to quá. Wow. Nhà ấy ngập hết. Thì nó lại cạn ra. Thì nhà tôi cao này ngập gần 20 mét. Gần 20 mét. Vâng. Bây giờ thì đảm bảo bây giờ thì thuyền máy ở xóm đấy, hai thuyền máy chở đi. Vâng. Mình có tiên thượng thì phương tiện thì mình chở các cháu đi. Sông Bùi được biết đến là vùng thoát lũ của Hà Nội, trong đó bến hữu sông Bùi là vùng chứa nước, vùng phân lũ. Trong 15 năm trở lại đây, năm lần trước tràn qua đê hữu Bùi gây ngập lụt cho nhiều xã ở huyện Chương Mỹ. Lần đầu là năm 2008, Hà Nội bị ngập lụt lịch sử trên diện rộng. Lần thứ hai vào tháng 10 năm 2017 và đợt ngập kéo dài hồi cuối tháng 7 năm 2018 là lần thứ ba. Lần thứ tư và năm xảy ra vào đầu tháng 8 và ngày 8 tháng 9 khi bão quét qua Hà Nội gây ngập hàng ngàn hộ dân ở huyện Chương Mỹ. Bão số 3 đổ bộ Việt Nam trở thành cơn bão mạnh nhất 30 năm qua vào nước ta, gây ra gió mạnh dữ dội, mưa kỷ lục một nửa miền Bắc, lũ vượt lịch sử trên nhiều dòng sông, ngập lụt nghiêm trọng ở 21 tỉnh thành phố. Khi miền Bắc chưa khắc phục xong hậu quả thì thảm khốc từ cơn bão số 3, miền Trung hứng chịu bão số 4 và hoàn lưu sau bão. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện tượng La Nina tiếp diễn trong 3 tháng cuối năm nay, khiến bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông diễn biến phức tạp và có thể cao hơn trung bình nhiều năm, khoảng 2 cơn, tập trung chủ yếu vào khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam. Do vậy, cần đề phòng bão áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên Biển Đông. Trong các loại hình thiên tai, sạt lở là một trong những nguy cơ gây nhiều thương vong cho con người, phá hoại tài sản, công trình hạ tầng, thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và thay đổi xấu cho cấu trúc tự nhiên, tàn phá hệ sinh thái nghiêm trọng ở nước ta. Anh Tiểu Bằng có tổng hợp sau đây. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do mưa lớn kéo dài sau bão số 3 nên sạt lở đất, lũ ống, lũ quét xảy ra ở nhiều địa phương, gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Trong 3 tháng qua, miền Bắc có mưa rất nhiều, cao hơn 40-60% so với trung bình nhiều năm. Ở Lào Cai, tháng 8 có đến 23/31 ngày mưa, ở Yên Bái là 21/31 ngày mưa. Đây là điều hiếm gặp, hầu hết các khu vực đất ở tình trạng bão hòa, nên khi có đợt mưa rất lớn, kéo dài nhiều ngày, với cường suất cao thì hiện tượng sạt lở đất xảy ra tại nhiều nơi. Đáng lo hơn, hiện tượng nguy hiểm này đang có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ tàn phá trong những năm gần đây. Tại các vùng đồi núi hoặc các vùng có độ dốc cao, khi một khối lượng đất đá hoặc bùn bất ngờ chuyển dịch khỏi vị trí trước đó của nó, trượt hoặc rơi đổ theo sườn dốc dưới tác dụng của trọng lực xuống vị trí thấp hơn, sạt lở hay trượt lở có thể ở những dạng khác nhau, như đá dở, đá rơi, đất đổ, trượt, chảy thành dòng bùn nhão, trộn lẫn với các vật chất khác như cây cỏ và các chất xác bã thực vật tích tụ trên mặt đất hoặc trong đất. Đôi khi sạt lở kết hợp cả sụt lún được xem là một trong những loại tai biến địa chất, nghĩa là một vùng đất bị hạ thấp cao độ một cách đột ngột hoặc từ từ diễn ra theo thời gian. Sạt lở có các đặc điểm riêng và có thể xảy ra trong thời gian rất ngắn, từ vài phút đến kéo dài nhiều giờ hoặc nhiều năm. Qua nghiên cứu tính toán, các nhà khoa học xây dựng được bản đồ những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, trong đó có Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh. Tại các vùng cao như khu vực đồi núi, vùng bán sơn địa, thung lũng của nước ta, như vùng cao các tỉnh phía Bắc, vùng miền Trung giáp với dải trường sơn và vùng đất Tây Nguyên có nhiều kiểu hình sạt lở khác nhau, bao gồm các hiện tượng đá rơi,
đá đổ, đất trượt cuộn, đất trượt tịnh tiến, đất trượt khối, đất sạt trên diện rộng, cội sỏi chạy thành dòng, đất chạy thành dòng, lũ bùn. Căn cứ vào hình thái chuyển động và vật liệu sạt lở thì có thể phân loại các kiểu hình sạt lở như rơi, ngã đổ. Sạt trượt gồm đá lăn, tịnh tiến, sạt rộng bên trên, phức hợp. Có nhiều nguyên nhân gây sạt lở, tuy nhiên nước có vai trò lớn như một tác nhân gây nên sạt lở hoặc kiềm chế sạt lở. Với lượng nước quá lớn, các lỗ rỗng trong đất bị gia tăng áp lực, giảm ma sát và đẩy nhanh quá trình xói mòn hay tình trạng lầy hóa. Đất mất ổn định làm sạt lở tạo ra các hiện tượng lũ bùn, sạt mái dốc. Ngược lại, khi đất bị khô do thiếu nước, kết cấu hạt trở nên bời rời, có thể bị mất liên kết, dễ bị sạt lở. Như vậy, một lượng nước duy trì vừa phải nào đó có thể làm gia tăng sự gắn kết của đất, hạn chế được xói lở, nhất là các vùng còn duy trì cây rừng tự nhiên hoặc nguyên sinh với hệ thống rễ dày và có cấu trúc đa dạng phức tạp. Bên cạnh yếu tố tai biến địa chất như động đất, các tác nhân nhân tạo hoặc hoạt động của con người có thể gây sạt lở như gây địa chấn nhân tạo như nổ mìn, đóng cọc bê tông, các hoạt tải năng tác động đột ngột hoặc thường xuyên như giao thông, phá rừng trên một diện rộng, khai thác đất đá, khoáng sản, xây dựng nhà cửa, công trình sát mái ta luy âm của núi, gây phong hóa vật lý, hòa tan hóa học.